Cảm ơn Chung nhiều nha.
Phương Thủy thì không có quen nói những lời bãi bôi, nhưng mà thiệt tình là hôm nay thiệt tình là rất là cảm thấy trong lòng mình nó bồi hồi lắm, tại vì không có nghĩ là Thủy nhận được tình thương của tất cả nhiều quá. Thủy không biết Thủy đã làm được những gì trong cuộc đời này. Thủy chỉ biết mình thôi, mình sống cứ thiệt, có thiệt thòi chút cũng không sao. Ở trên Facebook thì Thủy hay để là người mần giường, có mấy là bé bự, thì tại bé cũng lớn tuổi nên kêu là bé bự. Còn chương trình hôm nay thì không có các MC. Thủy nói thôi, cái này nó giống như một đêm ân tình, là một cái đêm để Thủy gặp gỡ những anh chị hồi cách đây mấy năm rồi, mà qua mùa dịch mình không biết là như thế nào, mình gặp lại là mình cũng mừng. Cũng như là Thủy gặp lại được chị Mai Thanh Dung, chị Ngọc Hân cùng với đạo diễn Tất Mi Loan, là đã học chương trường nghệ thuật sân khấu tính bây giờ là đã là 46-47 năm rồi. Thì cái tình đó luôn là mình nhớ nhau hoài. Để gặp thì các anh chị vẫn gọi Thủy là Hồng Đào. Chị vẫn nhớ hồi xưa Hồng Đào với giày nè, đen thui, nhưng mà có được cái là nhớ cái giọng cười của Đào, thì giờ em vẫn cười y chang vậy thôi. Đây là chị Ngọc Hân, hồi xưa học ở trường lúc mà năm 75-76 mà Thủy học á, là chị Ngọc Hân là có cái mái tóc rất là dài, rất là đẹp, mà nổi tiếng là người đẹp ở trường nữa. Bây giờ mấy chục năm gặp lại. Đây là chị Mai Thanh Dung. Để cho chị Mai Thanh Dung có đôi lời nói về anh Đào xưa làm sao. Qua một cái mà bây giờ là 47-48 năm rồi. Hồi xưa tôi luôn luôn nhớ cái cô này, là tới bây giờ mình còn vẫn còn ấn tượng luôn đồng. Một cô gái 16 tuổi các bạn, vô học ở trong trường, rất nghi thơ, rất là dễ thương. Nói năng, nghĩ sao nói vậy thôi. Tới bây giờ vẫn vậy, tới bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà mình quý lỡ chỗ đó, sự chân thành, sự hồn nhiên, nghi thơ của Thủy, của Hồng Đào á. Ở đó kêu cho Hồng Đào không à, làm cho mình vẫn còn những cái tình cảm lưu luyến cho tới ngày hôm nay. Thì hôm nay nhân dịp mà Thủy tổ chức cái đêm đi ăn, thì chị cũng cùng chị Hân mà anh Tất Mi Ly đến để gặp em, để mà có vài lời để nói với em là những tình cảm chị em mình bao nhiêu năm nay vẫn còn y, không thay đổi gì hết. Và chị mong em lúc nào cũng vui, có nhiều niềm vui. Người làm giường mà có nhiều niềm vui với cây cối, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và nhất là em luôn hạnh phúc bên ông già và các con. Cái bài Lá Trầu Xanh này thì Thủy cũng là tặng cho tất cả những quý vị khán giả thân tình đã có mặt tại đêm nay. Tại vì cái bài này nó hình dung không phải là bài ruột của Thủy, mà vô hình dung nó thành bài ruột. Hồi đó là nghe cô bé Yến Thu ca, rồi sau đó là cô Phượng Liên ca, rồi tự nhiên mình nhảy theo, mình học, mình thuộc, mình nào không biết. Nhưng mà có các anh các chị thích bài này cho nên Thủy bao nhiêu năm gặp lại, Thủy xin kính tặng cho bài Lá Trầu Xanh của cố soạn giả Diễn Châu, cũng như một lời tri ân đến cố soạn giả Diễn Châu cùng quý vị ân nhân, những vị đã thương Thủy mà đến có mặt đông đủ trong cái đêm ân tình của Thủy ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều.